Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học. Hôm nay tôi rất vui mừng được chào đón chị Thảo Hoàng. Chị là cán bộ tuyển sinh của trường Quản lý Kinh doanh Toàn cầu SPGen đến để chia sẻ cho chúng ta những thông tin về trường. Xin chào chị Thảo ạ. Chị có thể vui lòng chia sẻ đôi nét về bản thân mình được không ạ? Chào chị Hạnh và chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Tôi tên là Thảo, tên tiếng Anh của tôi là Jimmy. Tôi từng làm giáo viên giảng dạy tiếng Pháp tại trường cấp 3. Tôi sang Singapore du học chuyên ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh và đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục cũng như là chuyên viên tư vấn du học. Dạ vâng, thưa chị Thảo, tôi được biết rằng trường SPGen là một trong những cái ngôi trường hàng đầu thế giới về đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh. Và hiện nay thì có rất là nhiều sinh viên quốc tế đang theo học. Trường được xem như là một trong những ngôi trường rất là năng động và đổi mới. Là cán bộ trường, chị có thể vui lòng chia sẻ những cái thông tin về đặc điểm nổi bật của trường ạ? Trước khi xem cái video này thì Thảo nghĩ là tất cả các quý vị phụ huynh và học sinh thì cũng đã xem qua thông tin về SPGen trên website cũng như là những phương tiện truyền thông khác. SPGen hiện tại là trường kinh doanh của Úc, có 4 cơ sở tại Sydney, Dubai, Singapore và Mumbai. Trong đó thì sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam chúng ta sẽ học ở 3 phân viện, đó là ở Singapore, Sydney và Dubai. Thì những cái tạp chí uy tín lớn trên thế giới hiện đánh giá trường SPGen là một trong những trường đào tạo khóa thạc sĩ hàng đầu trên thế giới, như là tạp chí Time Higher Learning đánh giá SPGen đang nằm thuộc top 12 trong 20 trường đào tạo về khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh một năm, cũng như là tạp chí Forbes đánh giá SPGen hiện đang là top 4 trong 20 trường đại học đào tạo về khóa quản trị kinh doanh một năm tốt nhất trên thế giới. Thì SPGen có những đặc điểm nổi bật so với những trường khác, đó là thứ nhất là chương trình của SPGen là chương trình tiên phong trong việc cho sinh viên trải nghiệm cái khóa học một năm thạc sĩ của mình ở 3 quốc gia khác nhau. Cái việc này nó giúp ích rất là nhiều cho sinh viên trong việc là tìm hiểu những cái nền văn hóa khác nhau từ Trung Đông, châu Úc, châu Á. Ngoài ra thì các em cũng tự trưởng thành và được rèn luyện rất là nhiều khi mà các em sống ở những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, và các em sẽ được trường cho tiếp cận với những cái công ty đa quốc gia để các em có thể mang lại những cái giá trị cao. Cái lý do thứ hai để các chuyên gia đánh giá SPGen là một trong những trường đào tạo khóa thạc sĩ tốt nhất toàn cầu, đó là chương trình có thực tập hưởng lương. Đối với chương trình Master of Global Business thì sinh viên của SPGen được đi thực tập hưởng lương 4 tháng. Theo kinh nghiệm làm việc của Thảo thì khóa thạc sĩ rất là ít cho sinh viên đi thực tập, nhưng mà trong cái thiết kế chương trình của SPGen thì sinh viên được đi thực tập và cái mức lương tối thiểu sinh viên nhận được ở mỗi tháng là 600 USD. Sinh viên quốc tế khi mà họ tìm hiểu về một cái chương trình thạc sĩ nào đó thì cái việc đi thực tập hưởng lương là một cái điểm mạnh để thu hút sinh viên. Thực tập không phải là vì có lương, mà là thực tập là để sinh viên có những cái trải nghiệm ở những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, và họ chỉ cần cố gắng nỗ lực trong cái quá trình thực tập là họ có thể được những cái công ty đa quốc gia nhận lại làm việc sau này. Cái điểm mạnh thứ ba của SPGen đó là ở tại Singapore, SPGen nằm trong những cái trường được đào tạo cấp cao, đó là Institution of Higher Learning. Thì sinh viên của SPGen sẽ được đi làm thêm. Như các bạn đã biết thì trên 90% những cái trường tư thục tại Singapore thì không có được đi làm thêm trong thời gian học cũng như là thời gian nghỉ. Nhưng mà đối với SPGen thì các bạn sẽ được đi làm thêm 16 giờ một tuần trong thời gian các bạn học. Và trong cái thời gian các bạn nghỉ giữa những cái học kỳ hoặc là nghỉ lễ thì các bạn được đi làm thêm 40 giờ một tuần. Thì đây cũng là cái thế mạnh của trường. Cái điểm mạnh thứ tư của trường đó là trường đang có những cái gói học bổng rất lớn dành cho sinh viên Đông Nam Á, trong đó có sinh viên Việt Nam. Thì cái mức học bổng về học phí từ 75% cho đến 95%. Ngoài những cái học bổng về học phí thì trường còn cho sinh viên Việt Nam 50% học bổng về nhà ở nếu mà sinh viên chọn lưu trú trong cái ký túc xá của trường. Đó là những cái điểm mạnh mà tạo nên sự khác biệt của SPGen với những trường khác. Vâng, chị Thảo ơi, chị có thể vui lòng chia sẻ thêm về đặc điểm của những cái khuôn viên của trường mình ra sao ạ? Dạ, thì như Thảo đã nói trên, trường có 4 cái cơ sở chính ở tại 4 quốc gia khác nhau là Sydney, Dubai, Singapore và Mumbai. Đối với chương trình thạc sĩ thì sinh viên Việt Nam sẽ học ở 3 quốc gia là Singapore, Sydney và Dubai. Ở Singapore thì trường có một cái cơ sở vật chất khá là hiện đại
và cái khuôn viên rất là lớn. Như các bạn đã biết thì Singapore rất là nhỏ và người rất là đông. Tuy nhiên SPGen có cả những cái khu vui chơi ngoài trời, ngoài những cái khu học xá. Địa điểm của cái khu học xá tại Singapore là nằm gần những cái công ty công nghệ cao như là HP, Dell, Microsoft. Thì đó là lý do tại sao mà những cái công ty này họ welcome, họ rất là thích sinh viên của SPGen. Phân viện Sydney nằm trong khuôn viên là Olympic Park tại trung tâm của Sydney, tại bang New South Wales. Đa số sinh viên của SPGen họ nhận xét là Sydney là một trong những địa điểm mà có cái trải nghiệm tốt nhất đối với họ, bởi vì khí hậu ở đây, con người ở đây rất là thân thiện, khí hậu ở Sydney rất là tốt. Tại Dubai, trường SPGen nằm trong một cái khuôn viên của làng đại học được gọi là Academic Region. Và hiện tại thì SPGen đang giữ vị trí thứ nhất trong top những trường đại học tốt nhất đào tạo về thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và trong 5 năm liền thì cái vị trí này vẫn chưa có người thay thế. Vâng, thưa chị Thảo, tôi được biết rằng trường SPGen thì có dịch vụ rất là tốt dành cho sinh viên quốc tế ạ. Chị có thể kể cho các anh chị phụ huynh và các em học sinh biết những cái dịch vụ nào thiết thực nhất sinh viên sẽ được sử dụng khi mà tới học tại trường ạ? Như hồi nãy chị Thảo có chia sẻ đó là SPGen có những cái dịch vụ hỗ trợ sinh viên từ khi mà sinh viên chưa apply vào trường cho đến khi sinh viên tốt nghiệp. Thứ nhất là sinh viên sẽ phải trải qua một cái kỳ aptitude test, thì trường sẽ cho các bạn những cái đề ôn tập test để các bạn ôn tập trước khi test. Khi đến cái vòng phỏng vấn thì trường không có thu phí các bạn khi mà các bạn phỏng vấn, mà trường sẽ có những cái ngày open day diễn ra trong một tháng, thì sinh viên nào đăng ký phỏng vấn vào những cái ngày open day thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Thứ ba nữa là trường sẽ giúp các bạn chỉnh sửa những cái CV và thậm chí là sẽ có những cái buổi interview one by one, tức là một một, để hỗ trợ cho các bạn luyện phỏng vấn và CV khi mà các bạn xin việc làm sau này. Vâng, vậy thì còn về cái thủ tục chuyển tiếp giữa các phân viện thì trường sẽ hỗ trợ sinh viên đúng không chị? Đúng rồi. Đối với visa B3 quốc gia thì như các bạn đã biết rồi, thì Úc thì các bạn sẽ tự apply ở lãnh sự quán Úc, bởi vì đây là quy định của chính phủ Úc. Nhưng mà đối với Singapore và Dubai thì trường sẽ hỗ trợ hoàn toàn 100% cái visa cho các bạn để các bạn có thể bay qua hai nước này để du học. Dạ vâng. Chị Thảo ơi, chị có thể vui lòng cho các anh chị phụ huynh và các em học sinh biết thêm về cái tỷ lệ sinh viên có việc làm của trường hiện nay ra sao ạ? Tỷ lệ sinh viên có việc làm của trường hiện nay rất là cao. Theo thống kê của trường năm 2019 thì cái tỷ lệ này là 84%. Các bạn có được việc làm ở những cái ngành nghề khác nhau, ở những cái nước khác nhau. Vâng, vậy thì chị có thể vui lòng chia sẻ thêm là những cái giá trị lớn nhất mà khi sinh viên theo học tại cái ngôi trường mà được giảng dạy cho chương trình thạc sĩ ở nhiều quốc gia cho sinh viên là gì ạ? Cái giá trị mà trường muốn hướng tới sinh viên khi mà trường tạo nên một cái chương trình đi ba nước như thế này, đó là sinh viên sẽ phải có một cái công việc làm tốt hơn trước khi sinh viên tham gia học khóa thạc sĩ của trường, cũng như là sinh viên sẽ có mức tăng trưởng về lương cao trong vòng 5 năm kể từ khi sinh viên tốt nghiệp. Đó là cái mục tiêu lớn nhất của trường. Tại sao mà những cái tạp chí lớn trên thế giới họ đánh giá SPGen đang nằm trong top 12 của thế giới? Đó là bởi vì họ đánh giá dựa vào cái mức tăng trưởng về lương của những sinh viên đã tốt nghiệp tại trường. Ví dụ như để có được con số thống kê đến năm 2019, thì từ năm 2012, những cái tạp chí uy tín lớn đó họ đã chắt lọc ra, họ đã sàng lọc ra những sinh viên tốt nghiệp của trường, và họ sẽ so sánh cái mức lương của sinh viên trước khi sinh viên học khóa thạc sĩ và sau khi sinh viên học khóa thạc sĩ. Và trong vòng 5 năm kể từ năm 2012-13 cho đến năm 2018-19 thì cái mức tăng trưởng của sinh viên là bao nhiêu? Thì đối với sinh viên của SPGen thì sinh viên sẽ có mức tăng trưởng từ 9.000 USD lên tới 45.000 USD sau 5 năm. Đây là cái giá trị thiết thực mà trường đem lại cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ những thông tin về chương trình và thông tin về trường SPGen trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ này, và xin mời xem những nội dung tiếp theo mà chúng tôi cung cấp thông tin về học bổng và các khóa học thạc sĩ của trường. Xin cảm ơn chị Hạnh và xin cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.